cùng các con đến với tiết tiếng Việt 1. Cô và các bạn cùng vào học tiết 1 nhé. Các em hãy quan sát bức tranh và các em cho cô biết các em nhìn thấy gì trong tranh. Mình thấy bạn chơi nhảy lò cò. Bạn thì chơi nhảy dây. Các bạn này chơi cưỡi ngựa ha. Các bạn hãy quan sát cho và cho cô biết ha, tiếng nhảy và tiếng nhảy giống nhau ở điểm nào? Tiếng nhảy và tiếng nhảy nhảy lò cò và nhảy dây giống nhau ở điểm là đều có âm nhờ và vần a và dấu hỏi. Còn tiếng dây thì có âm giờ và vần ơi. Đây cũng chính là hai vần mà hôm nay chúng ta sẽ học, đó là vần a và vần ơi. Hôm nay chúng ta sẽ học đó là vần a và vần ơi. Vậy các bạn hãy cho cô biết vần a và vần ơi có điểm gì giống nhau và điểm gì khác nhau. Hai vần này giống nhau đều có âm cuối là âm y, khác nhau là vần a là âm đầu là âm a, còn vần ơi âm đầu là âm ớ. Cô và các bạn cùng đọc lại nhé. Vần a, vần ơi. Đây là vần a. Vần a này được cấu tạo bởi hai âm, đó là âm a đứng trước và âm y đứng sau. Đây là chữ ghi vần a. Cách đọc của vần a như sau: a i a vần a, a i a vần a. Cô có vần a, cô muốn có tiếng giày thì cô sẽ ghép với là vần nào và dấu thanh nào? Cô sẽ ghép với lại âm g và dấu huyền. Cô sẽ có tiếng giày. Các bạn cùng đọc lại với cô nhé. Vần a, g a dây huyền giày, đôi giày. Vần a, âm g, vần a, g a dây huyền giày, đôi giày. Vần a, âm g đứng trước, vần a đứng sau, dấu huyền nằm trên đầu âm a, đọc là g a dây huyền giày, đôi giày. Cô mới hướng dẫn các bạn cách phân tích cấu tạo của tiếng giày ha. Cô và các bạn cùng đọc lại nhé. Vần a, âm g, vần a, g a dây huyền giày, đôi giày. Đây là vần a. Vần a này có cấu tạo gồm hai âm, đó là âm ớ đứng trước, âm y đứng sau. Đọc là ớ, y a, vần a.
À, còn đây là chữ ghi vần ây. Cách đọc của vần ây là ơi ơi vần ơi, ơi ơi vần ơi, ơi ơi vần ơi, ơi ơi vần ơi, ơi ơi vần ơi. Câu đố các bạn đây là gì? À, đây là sợi dây. À, trong từ sợi dây này, tiếng dây có âm giờ chúng ta đã học rồi. Bây giờ chúng ta học vần mới, đó là vần ơi. Cô có vần ây rồi, bây giờ cô muốn có tiếng dây, cô sẽ ghép với là âm nào? À, cô sẽ ghép với là âm giờ. À, cô sẽ có tiếng tiếng dây. À, các bạn cùng đọc với cô nhé. Vần ơi, âm giờ, vần ơi, giờ ơi dây, sợi dây. Vần ơi, âm giờ, vần ơi, giờ ơi dây, sợi dây. Cấu tạo của tiếng dây như sau: âm giờ đứng trước, vần ây đứng sau, đọc là giờ ơi dây, dây. Các bạn cùng đọc lại với cô nhé. Vần ơi, âm giờ, vần ơi, giờ ơi dây, sợi dây. Vần ơi, âm giờ, vần ơi, giờ ơi dây, sợi dây. Vần ơi, âm giờ, vần ơi, giờ ơi dây, sợi dây. Các bạn cùng đọc lại với cô nhé. Vần ai, âm di, vần ai, di ai dây quyền giày, đôi giày. Vần ơi, âm giờ, vần ơi, giờ ơi dây, sợi dây. Vần ai, âm di, vần ai, di ai dây quyền giày, đôi giày. Vần ơi, âm giờ, vần ơi, giờ ơi dây, sợi dây. Các bạn đã được cô luyện đọc vần và tiếng rồi và từ luôn rồi, cô và các bạn cùng qua hoạt động tiếp theo là chúng ta sẽ tập viết. Chữ ghi vần ây gồm có hai chữ, đó là chữ A và chữ Y. Chữ A có độ cao là 2 ô ly và chữ Y có độ cao là 5 ô ly. Cách viết vần chữ ghi vần ây như sau: đặt bút ngay giữa dòng kẻ thứ hai, ghi con chữ A, liền bút ghi con chữ Y, dừng bút ngay giữa, ngay đường kẻ thứ hai. Đây là chữ ghi vần A. Đây là chữ đôi giày. Trong chữ ghi đôi giày này gồm những, các bạn cho cô biết những chữ nào có độ cao là 5 ô ly. Đó là chữ G và chữ Y. Chữ D có độ cao là 4 ô ly. Chữ O, chữ Y và chữ A có độ cao là 2 ô ly. Cách viết chữ đôi giày như sau: đặt bút ngay giữa dòng kẻ thứ hai, viết con chữ D, liền bút
viết vần ôi. A dần bốt ngay dưới đường kẻ thứ hai, nhấc bốt lên đầu chữ o viết dấu mũ. Chữ giày, cách một con chữ o chúng ta sẽ viết chữ giày. Chữ giày được viết như sau: đặt bút giữa dòng kẻ thứ hai, viết con chữ G, liền bút viết vần A, điểm dần bút ngay đường kẻ thứ hai, nhấc bút lên đầu chữ A, viết dấu huyền. Đôi giày. Đây là chữ ghi vần A. Chữ ghi vần A gồm có hai âm, đó hai chữ đó là chữ ớ và chữ y. Chữ ớ có độ cao là 2 ô ly và chữ y có độ cao là 5 ô ly. Cách viết chữ ghi vần y như sau: đặt bút giữa dòng kẻ thứ hai, viết con chữ A, liền bút viết con chữ Y, dần bút ngay đường kẻ thứ hai, nhấc bút lên đầu chữ A, viết dấu mũ. Đây là chữ ghi vần ơi. Đây là chữ sợi dây. Trong chữ ghi sợi dây này gồm có những chữ có độ cao là 5 ô ly như chữ Y. Chữ giờ thì có độ cao là 4 ô ly. Chữ sờ, chữ ơi, chữ ơ, chữ Y, chữ ớ có độ cao là 2 ô ly. Cách viết chữ sợi dây như sau: đặt bút ngay đường kẻ thứ hai, viết chữ sờ, liền bút viết vần ơi, nhấc bút lên đầu chữ y viết dấu phụ, và nhấc bút xuống vần chữ ơ viết dấu nặng, cách một con chữ o. Đặt bút ngay giữa dòng kẻ thứ hai, viết con chữ giờ, liền bút viết vần ơi, dừng bút ngay đường kẻ thứ hai, nhấc bút lên đầu chữ A, viết dấu phụ. Chúng ta có chữ sợi dây. Các em hãy về nhà mở vở tập viết, viết trang số 25 nhé. Sau khi các em đã được cô luyện đọc và luyện viết rồi thì chúng ta sẽ qua tiết thứ hai. Các em hãy quan sát bốn bức tranh và cho cô biết các em nhìn thấy gì trong tranh. Các bạn ơi, các bạn này đang làm gì vậy? Các bạn này đang chơi nhảy dây. Còn bạn trai này đang chơi trò chơi gì vậy? Các bạn này đang chơi trò bạn này đang chơi trò chơi nhảy bao bố. Còn đây là gì vậy các bạn? Đây là quả cầu mây. Còn đây là gì vậy các bạn? Đây là máy bay giấy. Cô và các bạn cùng đọc lại nhé. Nhảy dây, nhảy bao bố, cầu mây, máy bay giấy, nhảy dây, nhảy bao bố, cầu mây, máy bay giấy, nhảy dây, nhảy bao bố,
cầu mây, máy bay giấy. Rồi, các bạn đã được cô hướng dẫn đọc rồi. Bây giờ cô hỏi các bạn nhé. Trong từ nhảy dây, tiếng nào mang vần mà con vừa mới học? Tiếng dây mang vần ơi, con vừa mới học. Và tiếng nhảy mang vần ai, con vừa mới học. Trong từ nhảy bao bố, tiếng nhảy mang vần ai, con vừa mới học. Trong từ cầu mây, tiếng mây mang vần ơi, con vừa mới học. Trong từ máy bay giấy, tiếng máy mang vần ai, chúng ta vừa mới học. Và tiếng bay mang vần ai, chúng ta vừa mới học. Tiếng giấy mong vần ơi, chúng ta vừa mới học. Cô lưu ý các bạn ha, khi chúng ta chơi những trò chơi nhảy dây, nhảy bao bố, thì chúng ta cần phải chơi cẩn thận để không bị gây thương tích cho mình nhé. Còn đây là một quả cầu mây. Ngày xưa người ta thường dùng quả cầu mây này để chơi đá cầu đó các bạn. Còn bây giờ các bạn sẽ được chơi bằng cái cầu lông, bằng lông của mình. Còn đây là mấy bạn sẽ ship máy bay. Đó là máy bay giấy ha. Chúng ta cần phải ship sao đẹp và tỉ mỉ nhé. Các bạn cùng đọc lại với cô. Nhảy dây, nhảy bao bố, cầu mây, máy bay giấy. Các bạn đã được cô luyện đọc từ rồi. Bây giờ cô và hướng dẫn các bạn luyện đọc câu nhé. Cô có câu ứng dụng sao? Giờ ra chơi, bao trò chơi vẫy gọi bé. Nào là đu quay, nào là nhảy dây, đá cầu mây, mọi trò chơi đều hay. Trong câu ứng dụng này cô có hai câu. Câu thứ nhất, giờ ra chơi, bao trò chơi vẫy gọi bé, nào là đu quay, nào là nhảy dây, đá cầu mây, mọi trò chơi đều hay. Cô nói lại, đây là câu ứng dụng này gồm có ba câu nha. Các bạn cho cô hỏi ha, vào giờ nào mà bao trò chơi vẫy gọi bé dậy? Đó là vào giờ ra chơi, bao trò chơi vẫy gọi bé. Vậy gồm những trò chơi nào vậy? Đó là đu quay, nhảy dây và đá cầu, cầu mây. Các bạn cùng đọc lại với cô nhé. Giờ ra chơi, bao trò chơi vẫy gọi bé. Nào là đu quay, nào là nhảy dây, đá cầu mây, mọi trò chơi đều hay. Các bạn hãy quan sát trong câu ứng dụng này và tìm cho cô những tiếng nào mang vần mà các bạn vừa mới học. Đó là tiếng vẫy mang vần ơi mình vừa mới học. Tiếng quay mang vần ai mình vừa mới học. Tiếng dây mang vần ai mình vừa mới học. Và tiếng nhảy mang vần ai mình vừa mới học. Tiếng môi mang vần ơi mình vừa mới học. Tiếng hay mang vần ai mình vừa mới học. Các bạn cùng đọc lại với cô nhé. Giờ ra chơi, bao trò chơi vẫy gọi bé. Nào là đu quay, nào là nhảy dây, đá cầu mây,
mọi trò chơi đều hay. À, các bạn về nhà luyện đọc thêm nhé. Sau khi cô đã hướng dẫn các bạn đọc từ câu rồi thì chúng ta cùng qua hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động mở rộng. Các em hãy quan sát tranh và cho cô biết trong tranh vẽ những ai. À, trong tranh này vẽ một bạn trai và một bạn gái. À, các bạn ấy đang làm gì? À, các bạn ấy đang dùng ngón tay của mình để chỉ vào mũi, vào tai. À, đây là một trò chơi đó bạn. Đó là trò chơi tai đâu, tai đâu. À, mình sẽ nói là tai đây là mình chỉ vào lỗ tai của mình. Rồi tiếp theo mình hỏi là mũi đâu. À, mình sẽ trả lời là mũi đây. À, mình dùng tai của mình chỉ vào mũi của mình. À, đó là một trò chơi nha các bạn. À, các bạn ơi, mình về nhà, ở nhà mình sẽ tập chơi trò chơi này nhé. Các bạn hãy ở nhà, các bạn tìm cho cô tiếng ngoài bài có vần vần ai và vần ơi. Ví dụ như tiếng ngoài bài cô có thể tìm đó là từ gì các bạn? À, đó là từ chạy bộ. À, ví dụ như là em chạy bộ cùng bố. À, tiết học của cô đã hết rồi, các bạn ở nhà xem lại đoạn clip và nhớ viết vở tập viết nhé. Cô chào tạm biệt các bạn.